Căn cứ vào sự cần thiết và thực tiễn quản lý, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa đề nghị vụ thị trường trong nước phối hợp với vụ pháp chế dừng xây dựng dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối. Trước đó, Bộ Công Thương đã đề xuất xây dựng dự thảo nghị định này dựa trên chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Bộ Công Thương sẽ gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối. Mục tiêu Bộ Công Thương đưa ra khi xây dựng dự thảo nghị định này là khắc phục những vướng mắc bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa. Bộ Công Thương khẳng định không phát sinh giấy phép con, không gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, dự thảo nghị định này còn gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Do đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo dừng xây dựng dự thảo nghị định này.